Ngày 18 tháng 10, đoàn công tác nhóm 6 của Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh thêm những dấu ấn tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập của đất nước. Hình thành các mô hình khoa học và công nghệ điển hình như thành lập khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung, mô hình mẫu trong quản lý một ngành công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để xây dựng thành phố sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động kiên trì đeo bám, tham mưu đề xuất Trung ương những cơ chế chính sách đặc thù, đột phá để thành phố phát triển với tinh thần vì cả nước cùng cả nước. Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện với nhiều mô hình sáng tạo, thực sự hướng về nhân dân, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố. Thank you.